Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Shopcore TV. Hôm nay Shopcore TV muốn chia sẻ cho các bạn những cây hồ điệp đại hàng Đài Loan, gốc vỏ thông rất là đẹp. Hôm nay về có rất là nhiều màu sắc khác nhau. Tất cả những cây này các bạn trồng thì khoảng là 3 đến 4 tháng nữa thì các em sẽ cho ra bông. Cây thì là khỏe mạnh. Việc của các bạn là rất là đơn giản, đó chính là về chỉ việc bỏ cốc bỏ bầy ra và chèn thêm than xung quanh chậu khoảng 5-6 miếng than. Thì khoảng 3-4 tháng các em sẽ cho ra bông. Và Tết 2025 em sẽ cho ra một lần nữa nhé. Cây rất là khỏe mạnh. Hôm nay về có tất cả là 5 cây 5 màu. Màu thì Shop Cò sẽ viết lên trên lá để cho mọi người tiện theo dõi. Và ngoài ra Shop Cò đã phun cho các bạn là một lớp, đó chính là phòng ngừa thối nhũn và sát khuẩn. Nên vì vậy mà cây sẽ khỏe mạnh hơn rất là nhiều so với những cây lô khác. Hôm nay về có tất cả là 5 cây 5 màu. Bao gồm đó chính là cây màu xanh, cây màu tím, cây màu vàng, cây màu hồng chân châu và cây chớp ngọc lữ. 5 cây 5 màu Shop Cò đang chia sẻ với giá là 5 cây 350.000 đã được miễn tiền ship các bạn nhé. Cây rất là đẹp, tương ứng với giá tiền là 70.000 một chậu. Bây giờ Shop Cò sẽ đi chi tiết từng màu sắc một. Trước tiên đó chính là cây màu xanh. Em này có tên là xanh bơ hay thường gọi là xanh táo, chứ không phải là xanh màu nước biển đâu nhé. Xanh màu nước biển là xanh màu là người ta nhuộm để người ta lừa các bạn á, chứ không có màu thực tế là màu xanh đó đâu. Xanh này là xanh táo, xanh bơ. Cây khỏe mạnh, cây đã cắt ngồng. Và chúng ta sưu tầm những cây có đầu rễ xanh như thế này để chúng ta về trồng thì cây sẽ khỏe mạnh hơn. Cây thứ hai đó chính là một màu đặc trưng của cây phong lan, đó chính là màu tím. Sóc cỏ sẽ viết chữ tím lên trên lá. Hàng vỏ thông, cây khá là dễ trồng. Tất cả là những cây này, cây là cây bông đại. Em sẽ phân nhánh và ra bông quanh năm số tháng. Cây màu tím, cổ lá cũng tím. Cây thứ ba đó chính là cây vàng lưỡi đỏ. Vàng lưỡi đỏ lá rất là to, tròn, căng bóng. Vàng này vàng 2035 đó các bạn. Và Shop Cò cũng rất là thích trồng cây này, bởi vì những cây màu nhạt thường thường rất là dễ trồng. Màu thứ tư đó chính là cây hồng chân châu, có một mặt bông đó chính là màu hồng đậm và có những cái chấm bi sọc từ trên xuống dưới rất là đẹp, viền màu trắng. Hồng chân châu rễ rất là khỏe mạnh. Đây là cây cắt ngồng, vì vậy mà không thể tránh được những lối lá nhẹ như thế này, là lối này là lối là từ nhà vườn rồi, không thể tránh được. Lối lá chân thì là không có quan trọng, nhưng mà nếu mà lối lá về lá ngọn thì là chắc chắn là không tính tiền cho khách đâu. Lá ngọn là lá còn sẽ còn đi tiếp nữa, nên vì vậy chúng ta có thể là bỏ qua những lối lá chân, nhưng lối lá ngọn là chắc chắn là không bỏ qua đâu nhé. Lưu ý ký giúp Shop Cò. Hồng chân châu rất là đẹp, cây khỏe mạnh. Và mặt bông cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là cây chớp ngọc nữ. Ngọc nữ có 3 màu, đó chính là màu trắng, vàng và màu hồng mix với nhau, màu rất là hài hòa. Mọi người thấy lớp màu trắng này không? Là Shop Cò đã phun qua một lớp đấy đó, để cho cây không bị thối nhũn. Cây khỏe mạnh, đầu rễ này mọi người nè. Đầu rễ nè. Hàng vỏ thông rất là khỏe mạnh, rất là dễ trồng. Mọi người cho trong chậu, mọi người trồng than là tốt nhất nhé. Nếu mà có vỏ thông cũng được, nhưng mà vỏ thông thì Shop Cò thấy nó vẫn xảy ra trường hợp bị lấm mốc. Nên mọi người cứ sưu tầm than là dễ nhất. Mọi người nhìn thấy dễ đã không? Cây mà chưa ra bông chúng ta ngắm rễ cũng rất là đẹp. 5 cây, 5 màu là 350.000 sẽ được miễn tiền ship. Và lâu lâu các em sẽ về theo một combo rất là đẹp. Và hôm nay Shop Cò thấy lô này là lô về cây màu cũng đẹp và cây cũng đẹp. Các bạn thích mặt bông nào thì bỏ Shop Cò lựa. Còn đâu nếu mà đã có mặt bông nào rồi thì bỏ ra. Shop Cò sẽ lựa theo nhu cầu của khách chọn nhé. 70.000 một chậu. Cây khỏe mạnh. Xanh. Xanh đỏ tím vàng giống như vảy sắc cầu vồng vậy. Chỉ có 5 màu thôi, còn 2 màu nữa là thành một cây màu của vảy sắc cầu vồng rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.